tiệt Tôi không điều khiển được cơ thể nữa rồi Cái, cái game này chỉ cảm nhận được 30% đau đớn so với ngoài đời thôi Cứ cho là như vậy Nhưng nếu bị đốt thì Chắc tôi chết luôn mất Tất nhiên rồi Là lỗi của anh hết đấy Mãnh Nam Vương Tôi xin lỗi Mặc dù cấp độ của chúng ta hơi thấp Nhưng tôi cứ nghĩ là nếu ba người hợp nở Thì sẽ đánh được cơ Đồ ngỗ anh nghĩ là ba cấp thấp lợi à, hợp lại thì được một cấp cao à có cảm giác lại một chút rồi chạy đi Làm Nạ, nạm ơn sao cứ nhất thiết phải thật như thế này chết đau đớn thật đấy mẹ kiếp không chạy nữa một tá điền như tôi phải làm cái gì đấy mới được cái gì công việc của anh còn là liên quan gì tới đánh nhau nữa chết tiệt sau tôi không phối hợp cùng với ai nữa đâu đừng có nhặt vào phòng của tôi để lại đấy tất nhiên là không rồi tôi sẽ giữ cẩn thận nó và trả lại cho anh còn một mình sống sót thì không thể chạy trốn được không còn gì ngăn ta lại nữa đâu ừ. mày mày định làm gì Đợ, đợi đã đừng đốt tao tập trung sức mạnh ai ai vậy nếu mà đánh con quái này Chắc cả cái tổ của nó sẽ ra hết mất. Nếu thế thì mình có lấy được mất hoàng gia không nhỉ? Chắc chắn, tao phải đánh bại mày. Tao phải thắng. Lại một lần nữa. Cánh của ông chúa sát thủ có cả mất hoàng gia luôn này. Mất hoàng gia 20 gram. Hóa ra là lấy từ con ong chúa chứ không phải tổ ong. Tốt quá, dù sao thì cũng hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Xin xin lỗi cảm ơn anh người chơi. Mặc dù anh có thể thấy như thế rồi, nở đi nhưng anh đã cứu mạng tôi nên giờ tôi mới còn sống. Vâng, có gì đâu. Tôi tôi thích sức mệnh của anh rồi đấy. Người anh em, hãy để tôi làm phụ trợ cho anh. Phụ trợ á? À? Tôi là Mạnh Nam Vương, tôi sẵn lòng làm, làm phụ trợ trung thành của anh. Tôi không nghĩ là tôi cần cái đó, xin lỗi nha. Làm sao? Người anh em nếu không làm trò thủ thì làm người hầu cũng được. Thậm chí còn tệ hơn cũng được. Phủ cuối cùng thì cũng thoát được. Anh chàng đó mặc dù có vẻ ngoài cường tráng nhưng ấy, có vẻ anh ta chưa đánh đấm bao giờ. Chắc mình có một người theo đuôi rồi. Trong game này tất nhiên là gặp rất nhiều thể loại người mà. Mình chưa thấy cái cây này ngoài đời bao giờ. Có lẽ ở trên đỉnh sẽ có loại quả gì đặc biệt đây. Trên đó có quả nào dùng như nguyên liệu nấu ăn được không nhỉ? Thử xem nào. Sử dụng sức mạnh của thần thần bạn có thể trèo lên cao. Có một cái ổ. Đúng như mình nghĩ, chắc chắn phải có một vật phẩm nào đó trên cây. Cái này dùng được là trứng của Manjolesa, độ tươi sống hàng đầu đặc điểm trứng của Manjolesa có thể tạo ra Manjolesa khi trộn cùng với đường và muối. Thật à? mấy thứ như này mà cũng có luôn game có khác không gì nào không thể thú vị đấy để ý kỹ thì hình như cái gì trong game này cũng đều thuận lợi cho việc nấu nướng nhỉ game đúng là tuyệt thật mình phải khám phá mọi thứ ở đây mới được trong tương lai sẽ còn những gì bất ngờ nữa đây nó yếu đến mức không nết được nữa rồi kìa chắc cả ngày nay nó chưa ăn cái gì rồi tất nhiên rồi nó yếu quá mà Tội Không Tội quá Vừa nãy có người làm nhiệm vụ lấy thức ăn cho nó đấy Sao anh ta vẫn chưa còn quay lại Nếu cứ như thế này thì nó sẽ chết và nhiệm vụ sẽ thất bại à Chắc vậy Tại cái game này cũng khá thực tế mà Có thể như thế lắm Chẳng phải thế thì ác quá ạ À Không thể nào Nhiệm vụ hoàn thành Đồ ăn Tao mang đồ ăn đến rồi này mèo con mày đợi lâu quá à, tao xin lỗi nhé. Do Rai đi vòng quanh để tìm chứng Maronesa, mình bị tiếng kêu của nó tác động đấy à? Không không phải chứ? Đây là một cảnh trên sân khấu.